Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một món hoa chuối hấp mì thịt. Đây là thịt lạc nha, thịt lạc xay các bạn ạ. Hoa chuối thì vừa rồi tôi đã ra cắt ở vườn đây rồi. Trước kia thì tôi được thưởng thức cái món này ở trên vùng cao rất là nhiều các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn để các bạn làm thử, ăn thơm mà ngon mà ngậy. Đấy, bây giờ nó có kèm theo là hành lá, rau thơm là rau hô húng Bắc Hà, với cả rau mùi tàu, rau lá lốt nha. Đấy, với nước mắm, trứng, mì chính và hạt lêm. Đây là hạt dổi các bạn ạ. Các bạn nhớ là hạt dổi các bạn để cho vừa phải. Tôi lấy những cái phần lon chứ không lấy cái chỗ già thì nó rất là chát. Hoa chuối này có thể ta làm rau ăn sống, rau sống được. Đấy. Kèm theo này là ta ăn bún, nhất là coi như thế là bún ốc mà có cái rau chuối này, hoặc là bún cua có rau chuối là ngon, hoặc là ta làm lộn. Cho nên hôm nay thì tôi sẽ trực tiếp để hấp mì thịt. Các bạn muốn để thái hoa chuối thì nó hợp lý thì các bạn cắt sâu một chút, đấy, bỏ nó đi. Đấy, để nó tự dưng các bạn thấy được cái hoa chuối này nó rất là non. Các bạn phải bỏ ruột nó đi, cái ruột mà các bạn cho vào là nó bị chát. Đây cái ruột là cái này. Đấy. Các bạn hãy thái nhỏ như kiểu là các bạn làm lộn hoặc là ăn rau sống. Đấy, các bạn thái như thế này là các bạn nhanh chóng cho luôn một nước để ngâm. Khi cho vào cái là cái màu này nó đã ra màu đỏ đỏ rồi đây này. Tôi sẽ thái đến hành này các bạn ơi, và các cái rau thơm. Khi ta làm cái này ta vắt thêm, có thể có chanh cũng được hay là có quất. Ta làm như thế này để cho nó ra hết được cái nước chát và nó còn có cái vị thơm. Đấy, các bạn đã thấy không, nó trắng mà nó bông lên rồi, hết cái độ nhựa rồi. Các bạn nhớ nếu mà làm mà các bạn không ngâm một lúc muối ấy, không vắt thêm chanh hoặc là quất vào thì nói chung là nó sẽ bị chát. Các bạn bây giờ tôi sẽ giã hạt dổi. Hạt dổi thì phải nói rất là thơm, nhưng nếu các bạn cho nhiều quá là khó ăn. Tôi đã giã hạt dổi rồi. Đấy, tôi cho hoa chuối vào đây. Hoa chuối thì các bạn đã biết rồi, thái nó hợp lý rồi. Tôi cho cái rau thơm lên nhé. Tôi cho hạt dổi rồi. Thịt thì các bạn hãy nhớ là các bạn đã cho vào. Bây giờ tôi sẽ cho gia vị, một chút nước mắm này, vì hạt lêm nó cũng có độ đậm. Tôi cho một chút mì chính. Đây các bạn ơi, bây giờ tôi chỉ cho trứng. Các bạn hãy nhớ là khi ta cho trứng cái cuối cùng ta trộn đều lên cái là bắt đầu ta phải gói vào luôn, vì trứng nó chảy nước kìa đấy, các bạn nhớ. Đây. Nếu làm nhiều thịt mà nhiều các rau nữa thì các bạn cho hai quả. Tôi đã trộn rất là đều rồi. Bây giờ các bạn hãy nhớ là tôi sẽ cho vào trong cái lá chuối này. Ở miền cao thì người ta cho bằng cái lá vàng. Đấy, nhưng mà ở dưới xuôi này không có lá vàng thì các bạn hãy nhớ là ta cho bằng coi như thế này lá chuối. Ở trên miền cao thì có chỗ người ta gọi là lá ngõa, có chỗ thì gọi là lá vả. Đấy, nó họ cùng với sung. Nhưng mà bây giờ ở dưới xuôi này thì không có cái lá đấy thì ta phải gói bằng coi như thế là lá chuối. Gói bằng cái lá ngõa hoặc là lá vả thì các bạn ăn luôn cả để cái lá đấy vẫn được thưởng thức luôn. Đây, các bạn làm như thế này là hợp lý rồi. Thế là ta buộc túm nó lại.
sản phẩm này người ta cứ thế này, ta sẽ mang để hấp, ta dùng luôn bằng cái nái dây là chuối. Bây giờ các bạn ơi, tôi sẽ cho một nồi hấp nha, để tôi hấp lên. Này, để các bạn thấy lên hơi rồi mà ta bắt đầu cho gói thịt này vào. Tính từ lúc sôi thì các bạn nhớ là ta đun vào khoảng độ tương đương 12 phút. Đây các bạn ơi, tôi đã mở ra luôn đây. Đấy, thời gian tôi đã làm hợp lý lắm rồi. Chưa già đây các bạn ơi, rất là thơm. Đây các bạn ơi, tôi đã làm xong cái món hoa chuối coi như hấp với thịt này. Thì thìa này các bạn sắn này, đấy các bạn cho vào bát. Đấy. Rất là ngon các bạn. Thơm, phải nói thơm mà ăn lại ngậy ngậy. Trên vùng cao thì người ta hay có cái rượu rượu cần. Đấy. Người ta làm món này người ta uống. Nhưng cũng có bản người ta làm đậm hơn để người ta ăn cơm. Ngậy ngậy bùi bùi mà thơm ngon, mùi thơm của hạt dổi các bạn hãy thử làm một lần, ăn rất là ngon, ngọt, không có độ chát gì cả. Đấy là hoa chuối đấy. Nhưng mà các bạn hãy nhớ là các bạn phải ngâm với cả nước muối, vắt chút chanh nữa, sau đó các bạn phải ra rửa cho thật sạch. Đây là một món ăn của vùng cao, các bạn hãy làm thử một lần, các bạn sẽ mê ly luôn nha. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc các bạn làm thử một lần thành công và rất là ngon và các bạn hãy nhớ mãi. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn. Kem mút à? Mẹ con có gọi ít khoai mang vào cho ông ạ. Được rồi, mẹ con giữ khoai mà mang khoai vào cho ông đi à? Vâng. Thế vào trong nhà thì ông bọc kẹo ra cho ăn nhá. Thôi con về nhà con học bài ạ. Thế được rồi, con về học bài đi. Xong rồi đến chiều vào với ông nhá. Vâng. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu về các bạn một món bánh khoai lang hấp. Đây cháu nhà tôi nó vừa vào cho coi như thế là mấy củ khoai lang vì gia đình có dỡ được khoai. Đây tôi làm cái món bánh khoai lang hấp. Kèm theo thì có trứng này, đây là trứng gà này và sữa tươi có đường. Bạn nào mà thích ăn ngọt hơn một chút nữa thì các bạn cho thêm một chút đường nữa nhé. Nhưng mà ta cũng khuyên với nhau là không nên ăn nhiều đường quá các bạn ạ, ngọt chỉ vừa phải thôi. Bây giờ tôi sẽ đi gọt khoai lang. Các bạn gọt vỏ đi xong thì các bạn phải ngâm một miếng nước. Bởi vì khoai lang tươi là nó sẽ ra dựa. Nếu các bạn mà không cho vào ngâm miếng nước ấy thì nó sẽ thâm luôn. Gọt xong thì các bạn phải cắt đầu cắt đuôi. Vì khoai thì nó không được nhẵn. Nó cũng có chỗ nó phình lên, có chỗ nó óp vào. Khoai lang ấy thì các bạn nên dùng cái khoai lang mật thì nó sẽ ngọt. Mà nó lại không bở. Nó dẻo mà ngon. Tôi lấy nước mới, tôi cho thêm một chút muối nhỏ vào đây, muối tinh nhá. Bây giờ tôi sẽ lạo từng miếng một để lạo to. Và các bạn sẽ ngâm luôn vào trong này. Đấy, các bạn nhớ là nó có nhiều nhựa cho nên là các bạn phải có ngâm một lượt, nếu không là nó thâm đấy. Rồi.
Các bạn ơi, bây giờ tôi đã vớt ra cái rổ này để cho nó ráo nước đi. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ trộn trứng. Đây là 200ml sữa tươi có đường. Tôi chỉ cho một lửa thôi đã. Tôi phải khuấy cho nó đều nó mịn. Đây các bạn ơi, tôi đã khoáng đều lên rồi. Đấy, các bạn phải khoáng nhuyễn lên nhé. Giữa sữa tươi có đường và trứng gà. Đây là một chút dầu ăn. Đấy, các bạn sẽ biết chung quanh vào cái bát. Đây là một cái bát nữa nhé. Đấy. Đấy, để xếp khoai vào cho nó hợp lý. Các bạn cứ xếp vừa dọc vừa ngang làm sao cho nó đều. Đấy, cứ xếp nữa các bạn, xếp nó long lòng tay thôi, xếp long lòng tay để cho nó còn có cái kẽ hở. Sau đó các bạn đổ trứng với cả sữa lên, thế để cho nó phủ lên, các bạn nhớ là như thế. Đây, bây giờ tôi sẽ đổ trứng với cả sữa vào nhé. Các bạn nhớ này. Đấy. Đấy, ta sẽ đổ từ từ ta tưới vào. Đấy. Các bạn đánh thật kỹ nhé. Xong ta lại đổ. Đấy, xong các bạn nghiêng đi. Nghiêng để cho nó vào các cái khe kẽ cho nó hợp lý nhé. Đấy, như thế này là đủ rồi đấy các bạn. Đấy là hợp lý rồi. Các bạn đun nó sẽ gần sôi thì các bạn cho vào. Và các bạn hãy nhớ là khi các bạn cho vào rồi là các bạn phải bọc cái mang thực phẩm vào. Để cái nước ở trên cái vung này nó chảy xuống, nó không vào được trong cái bánh của chúng ta. Thì nó sẽ đảm bảo và rất là thơm ngon. Đấy nhá. Bây giờ nước của tôi đã gần sôi rồi đây. Đó. Bây giờ tôi sẽ cho vào. Các bạn hãy nhớ là ta làm cái món này thì nó cũng nhanh thôi, nhưng ăn thì rất là ngon. Ta sẽ hấp vào trong vòng độ 20 phút thì bánh sẽ ngon luôn, chín đấy mà rất là thơm. Đây các bạn ơi, tôi đun sắp sửa lửa tiếng đến nơi rồi. Hầm hấp như thế này là được rồi các bạn. Nay là chín rồi, bây giờ các bạn hãy nhớ này, ta để cho nó nguội nhé. Ấy, trông hơi ngun ngút. Bây giờ các bạn hãy nhớ là tôi sẽ đổ ra ngoài cho nó nguội. Đây các bạn ơi, cái món khoai lang hấp này nhá, tôi bánh khoai lang hấp này tôi đã để nguội rồi. Thì bây giờ tôi sẽ đổ ra đĩa. Đấy, cho nên là bây giờ tôi sẽ cho cái đĩa vào đây. Đó. Tôi xoay ngược trở lại, ụp xuống. Đấy, được rồi các bạn ơi. Đấy. Đây, bây giờ tôi sẽ cắt bánh nha các bạn ơi. Các bạn cắt như kiểu bánh gato. Ơi, tôi đã làm xong cái món bánh khoai hấp. Bây giờ tôi sẽ thưởng thức để mời các bạn thưởng thức cùng với tôi nhé. Để xem là cái món bánh khoai hôm nay là món ăn vặt này nó ra sao. Ui giời, được đấy. Ăn thơm của mùi khoai, ăn thơm của mùi sữa. Ngon vô cùng. Thường xuyên thì các bạn đã ăn nhiều khoai luộc hoặc là khoai nướng hoặc là khoai hấp, các bạn hãy làm thử một lần làm bánh khoai, tôi mới tin chắc các bạn sẽ mê ly luôn, rất là thơm ngon. Các bạn cho một chút khoai sữa tươi, mà sữa tươi có đường vào cùng theo cả trứng, các bạn đánh đều lên mà các bạn lạng nó đều, sau đó các bạn cho vào bát, các bạn sẽ tưới tất cả các cái gia vị kèm theo đấy vào thì các bạn sẽ có được một cái đĩa bánh khoai rất là hấp dẫn.
ăn rất là ngậy, ngon, thơm. Thơm ngon vô cùng các bạn ơi. Hãy làm thử đi các bạn. Tuy là ăn vặt nhưng các bạn sẽ thấy không? Rất là hấp dẫn mà ai cũng thích. Người già cũng thích, mà người trẻ cũng thích, mà người trung tuổi cũng thích. Đây là một món này phải nói rằng là món cũng tương đối mới. Các bạn làm thử thì các bạn sẽ thấy mê đi và ăn sẽ thường xuyên là các bạn này làm. Hãy cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của tôi. Chúc các bạn luôn có một sức khỏe dồi dào và hoàn thành tốt công việc của bản thân mình. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.